Xin cho tôi hỏi người phạm tội mua bán ma túy theo điều 251 Bộ luật hình sự sẽ bị xử lý như thế nào? Ngọc Trí Bắc Giang 1. Thế nào là mua bán trái phép chất ma túy? Áp dụng tinh thần tại tiểu mục 3.3 mục 3 phần 2 Thông tư liên tịch thì hành vi mua bán trái phép chất ma túy hay còn gọi là buôn bán ma túy là một trong các hành vi sau: Bán trái phép chất ma túy cho người khác không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có bao gồm cả việc bán hộ chất ma túy cho người khác để hưởng tiền công hoặc các lợi ích khác. Mua chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác xin chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác dùng chất ma túy nhằm trao đổi thanh toán trái phép không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có dùng tài sản không phải là tiền đem trao đổi thanh toán lấy chất ma túy nhằm bán lại trái phép cho người khác tàng trữ chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác vận chuyển chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác người tổ chức người xúi dục người giúp sức cho người thực hiện một trong các hành vi mua bán trái phép chất ma túy nêu trên đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy